Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Hôm nay là kể cho các bạn nghe bốn câu chuyện tâm linh có thiệt của những bạn từng trải qua, từng chứng kiến, từng được nghe kể, gửi về cho mình. Mong muốn mình chia sẻ đến với mọi người. Những bạn gửi chuyện cho mình có thể gửi qua Gmail hoặc là fanpage Facebook mình để dưới phần mô tả. Các bạn kéo xuống dưới và nhấp vào link để gửi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ chúng ta vào chuyện thôi. Câu chuyện đầu tiên của một bạn tên là Bung gửi về cho mình. Bạn này là nam, gửi cho mình hai câu chuyện. Một câu chuyện á là chính bạn trải qua, một câu chuyện là của thằng bạn. Thì bạn nói á, ở chỗ bạn á toàn là cây cối rừng và núi, giống như là người ta chỉ tập trung một chỗ ở đây thôi, còn phía xa xa là một đoạn đường nó cây cối tùm và nó vắng vẻ lắm. Bạn nói là nhỏ đến lớn là bạn gặp hơi bị nhiều đúng á, ma chơi nè, rồi mấy cái bóng trắng xẹt qua xẹt lại nè. Sau nhà bạn là một mảnh đất rất là rộng nha. Cái lần đầu tiên bạn thấy là lúc đó bạn còn nhỏ lắm, bạn không nhớ là bạn ra đằng sau để làm cái gì, uống nước hay đi tiểu gì đó. Cả nhà ngủ hết rồi thì nhà sau bạn có một cửa sổ nhìn ra được cái sân sau á, cái giường á. Bạn đứng thì bạn thấy nha, hôm đó có chăn một người đàn ông cao lắm, tầm 1m8 1m9 có, và trên tay á thì đang cầm một cái thanh rất là ống, nó chiếu tùm lum hết, chắc là thanh kiếm. Trước mặt người đó là một cái người, nhưng mà lạ là cái đầu người này chỉ có một cái xương xương sọ thôi. Bạn thấy lạ, các bạn cứ đứng nhìn thì cái trên tay người này cầm một cái nhánh cây ở sau vườn nhà bạn á, và hai người này cứ đánh qua đánh lại và lướt rất là nhanh, di chuyển nhanh lắm. Thì bạn cứ đứng nhìn vậy thôi, đứng nhìn theo vậy nè, nhưng mà bạn mắc tiểu hay là bạn khát nước quá, các bạn đi làm cái việc của bạn, bạn quên luôn, bạn đi thẳng vô phòng luôn, đi ngủ luôn, rồi không nhớ gì hết. Sau này bạn mới nhớ lại thôi, tại vì cái hình ảnh cái người bộ xương á bạn đã xem trên tivi hoạt hình rồi nên bạn không có sợ đó. Một lần tiếp theo nữa là cách vài năm trở lại đây thôi, là bạn lớn rồi. Hôm đó là bạn với anh trai hẹn nhau đi ăn bánh canh khuya tầm 10 giờ 10 giờ rưỡi. Chỗ nhà bạn đến chỗ bán bánh canh á, nó cũng không có xa mấy đâu, tầm trăm mấy mét á. Hai đứa đi bộ thì phải đi qua một con đường, hai bên là cây không hà, và cái đoạn đường này á nó không có đèn nha, không có đèn. Hai anh em ăn cũng nhanh thôi, là tầm 10 đến 15 phút là xong rồi, là tản bộ về thì cũng bình thường thôi, không suy nghĩ ma cỏ gì đâu. Có nghe kể, nghe những người bị nhát ở đây nè, người ta kể, nhưng mà chắc mình không gặp xui gì đâu á, bạn suy nghĩ như vậy. Thì hai anh em tản bộ về, cái lúc mà tới cái dãy tường và hàng rào B40 thì hai anh em khựng lại khi thấy một con mèo đen đứng trên bức tường kế cái hàng rào đó, và nó là con mèo đen mung luôn, hai con mắt nó sáng rực gì, nó nhìn hai anh em và nó kiểu hai anh em đi tới chỗ đoạn đường nào là nó cứ vậy nè, nên hai anh em bạn mới sợ đứng nhìn nó, quay thẳng người nhìn nó luôn. Thì nó tự dưng nha, nó phóng qua đầu hai anh em, thì hai anh em cứ ngước theo nhìn qua, thì quay ngược người qua sau nhìn luôn, quay về vậy nè, thì thấy là có một cái bóng và nó đang chạy rất 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 là nhanh lại hai chỗ hai anh em bạn á. Thì hai anh em bạn á mới sợ sợ điếng người luôn, tại vì cái bóng trắng nó lướt lại rất là nhanh mà không nhìn rõ hình dạng của nó, chỉ thấy nó như một cục trắng thôi, và nó cao lắm, tầm 2 mét có. Hai anh em bạn lần lượt cầm dép lên mà chạy, mà cái đoạn đường này á chạy nhanh á là có nhiều bụi gai lắm, và đạp lên bụi gai luôn. Hai anh em bạn không thấy đau, không thấy đau thật sự, hai anh em chỉ biết chạy một mạch về nhà thôi. Khi về đến nhà rồi thì đứng thở, rồi ngồi lên giường á, đưa cái chân mình lên thì máu nó gỉ mọi người, nó gỉ ra và có những cây gai nó đâm vào chân luôn, và thấy rất là đau, gác cái chân lắm. Nhưng mà kỳ lạ, hồi nãy mình sợ quá, hồn vía mình lên mây hết rồi nên mình không có nhớ cái vụ đau rát gì hết, mình chỉ muốn an toàn là nhất thôi. Câu chuyện thứ hai này á là của bạn H. H với bạn là hai đứa hay đi chơi net chung lắm, và chơi một cái quán gục luôn. Quán này cách nhà hai đứa tầm 300 mét thôi, nếu mà từ nhà đến đó là phải qua một con dốc nè. Trên cái dốc này á, buổi sáng thì không có sao nha, ngồi chảnh rất là mát tại vì cây cối nhiều lắm. Nhưng mà tối đến á, thì chỗ bạn nó có gió, ngày nào cũng có gió cả. Và gió thì nó cứ lùa mấy cây nghe, sao sẹt, sao sẹt. Nhìn lên á, thì nó một màu tối đen như mực thôi, nó rất là đáng sợ. Tiếp theo đó là một cái rẫy, và rẫy này là rẫy rất là rộng nha, nó trồng từ lưa cây hết. Và nơi đây là bắt nguồn cho những câu chuyện tâm linh, không biết là mảnh đất đó đó đã chôn hoặc là đã mất bao nhiêu người thời chiến rồi. Nhưng mà trong xóm bạn đi, có 10 người thì hết 8 người chứng kiến là những cái ma, bóng ma lẹt xẹt trong chõng. Rồi có người á bị ma trơi, ma lửa nó gượt nữa. Nhưng mà kỳ lạ là người ta thắc mắc nha,
Ở trong mảnh đất đó thì có mộ thiệt đó, nhưng mà những ngôi mộ gần nhất á, cũng là 7-8 năm rồi. Không thể nào mà còn cái hơi của người mới mất 1-2 năm, 3-4 năm mà bay lên cọ xát với không khí tạo ra ma trơi được. Cái này là khoa học nó giải thích. Thì khi mà cái người nào mà đi khuya về gặp cái cục lửa đó đi, có khi màu đỏ này, có khi màu xanh lá, có khi màu xanh dương, nó sẽ rượt, nó rượt một đoạn đường rất là dài luôn. Rồi mọi người thấy là nó rất là ghê. Có khi là rượt không có tới đâu, nhưng mà nó tạo cho mình cảm giác sợ sệt đó, giống như là ai rượt mình vậy đó. Thì hôm đó Hát đi chơi, Hát ngủ bạn là buổi chiều tối rồi. Cái bạn đó là thôi hôm nay tao bận lắm, tao phải ôn bài ngày mai kiểm tra một tiết nữa. Thế là Hát một mình, nó đi một mạch ra đó tiệm nét, nó chơi tới 2 giờ mấy sáng, 3 giờ nó mới chịu về mọi người. Cái nó về á, nó đi một đoạn đường đầu trên con dốc á thì nó qua an toàn. Nhưng mà tới cái rẫy á, nó đi đến giữa rẫy á thì nó cảm giác là có ai đi đằng sau mình. Nó bất an. Nó cầm cái điện thoại mở cái đèn pin lên, nó quay qua nó gọi. Không thấy ai hết nha, không thấy ai. Thôi á thì bây giờ nó đi tiếp. Xong rồi nó lại nghe âm thanh là tiếng ai đó đạp lên những chiếc lá, và đạp lên và không xác định được cái âm thanh đó là từ đâu. Lúc này là giống như một mình nó đứng chính giữa gì đó, hiểu không, là hai bên toàn là gãy không à, có một cái đoạn đường dài này mà không có đèn nữa. Là Nam mặc dù sợ nhưng mà bạn này nó bình tĩnh hơn. Cái nó cứ thôi thôi không sao đâu. Rồi cái âm thanh của gió mà lùa qua những cái cây cứ như vậy đó. Nó cầm điện thoại nó đi một mạch về phía trước, thì hai bên tối thui à. Cái nó thấy một căn nhà mở đèn ở đằng trước, cái săn sáng trưng luôn. Cái nó nhẹ nhõm quá, đỡ sợ hơn rồi. Nhưng mà kỳ lạ là nó càng đi lại gần căn nhà thì nó càng xa. Đáng lẽ mình càng đi á thì càng lại gần căn nhà đó. Cái nó mới phát giác ra chết rồi, mình bị dẫn rồi, mình bị dẫn rồi. Cái nó nhớ lại lời mẹ nó dặn, mẹ nó đã từng bị một lần rồi. Cái nó ngồi xuống, nó lấy tay nó tiểu, nó hứng không đứng được, đứng là bắt đầu nó văng ra hết. Cái lòng bàn tay nhỏ xíu thôi, đứng tè mạnh quá nó văng ra hết. Thế là nó hứng không. Cái nó lấy một cái nó bôi rửa mặt gì nè, bôi lên mắt nó, rửa hết trơn mặt luôn. Nó đứng lên thì nó không thấy căn nhà đó nữa, không thấy căn nhà mà sáng đèn nữa. Thôi thì nó đi một mạch luôn, một mạch con đường về nhà luôn, là về đến nhà nó nhìn lại đồng hồ. Từ lúc nó ra khỏi cái tiệm nét là tầm bay gần 3 giờ đi, đến giờ là 4 giờ mấy sáng luôn rồi. Là đi trên con đường đó là 1 tiếng đến 1 tiếng mấy đó, thường là đi 10 phút thôi, và bị dẫn đó. Thế là nó vô tắm rửa rồi nó ngủ một giấc luôn, may là người ta không đeo nó về đến nhà đó. Thì cái chuyện này á, nó kể cho bạn nghe, sang hôm sau á bạn nói là à hồi đó giờ mày không nghe á, người ta bị dẫn rất là nhiều rồi, chỗ bạn gọi là ma dẫn đường, còn tụi mình gọi là ma bịt mắt. Rồi có một cái chuyện nữa, bạn gửi 3 chuyện lận. Chuyện này là của bé gái 9 tuổi trong xóm bạn luôn. Hôm đó sáng tầm 9 giờ ba nó kêu đi mua bánh mì, là cách nhà nó đâu tầm 2 đến 300 mét, cũng đi qua cái gãy đó luôn. Mà nó đi sau tới tầm 2 3 tiếng sau nó chưa về. Ba nó nghĩ là con này ha, về đến nhà tao đánh cho chết. Mày đi mua đồ mà mày quên, còn mày đi chơi luôn. Nhưng không, ba nó đợi đến tầm trưa rồi chiều luôn nó vẫn chưa về. Mọi người mới rối rít để đi tìm nó về. Mục đích đầu là chỉ đem nó về rồi la rồi chửi rồi đánh nó thôi, cảnh cáo nó không được như vậy nữa. Nhưng không, mọi người tìm đến khuya luôn vẫn không thấy nó. Đến tầm 11 12 giờ luôn, gần cả sớm đi tìm luôn á, tìm đến chiều hôm sau luôn. Rồi thế là mọi người cứ sợ là nó bị chuyện gì rồi, giống như là té sông té suối á. Mọi người đi tìm khắp luôn, rồi tìm vô miếng rẫy luôn. Thì chiều hôm đó con của chủ rẫy đi phát cỏ phát ban gì ở đằng sau miếng rẫy đó, có đi ngang bụi xương rồng là cuối miếng rẫy luôn nha. Miếng rẫy rất là rộng, là cái mảnh đất á nó rộng lắm. Thì đi ngang tự nhiên thấy chiếc dép ở ngoài, xong rồi dép này mới lắm, nhìn vô thì con nhỏ gái chổng. Cái anh này á mới hú hồn, vẫn biết mọi người đang tìm đứa nít nha, anh này mới cầm á phá hết trơn cái bụi xương rồng luôn. Thì lôi con bé này ra, con bé này nó không có bị gì hết mọi người, trên miệng nó chỉ có một đống cứt bò thôi, nhưng mà tay chân nó không có chảy xước. Và anh đó trước khi phát đã nhìn kỹ rồi, không có cái lối nào mà cho con bé này nó chui vô được á, nó chằng chịt nó gần nhau vậy nào, là anh biết rồi đó. Xong rồi đưa nó ra, là lúc đầu nó cũng lơ ngơ lắm, hỏi nó không biết gì luôn. Về đến nhà đâu tầm cả tuần con bé này mới lấy lại hồn vía, kiểu nó mới bình thường trở lại, chứ cái tuần đầu nó cứ lơ ngơ thôi. Thì gia đình chủ cái miếng rẫy này nè, người ta cúng rồi, cúng nhiều đằng khác, nhưng mà không thể đuổi được những cái vong á, trên cái mảnh đất rẫy này là những cái vong xa xưa lắm rồi, người ta rất là mạnh, và người ta nói là người ta là chủ miếng đất.
không có ai đuổi người ta đi được cả. Nếu mà đuổi đi là có chuyện, kiểu như là người ta hại này hại kia, nên chủ rẫy người ta không có dám đụng vô cái miếng đất đó nữa, chỉ là trồng cây cối thôi. Câu chuyện thứ hai là của Khuê gửi về cho mình. Chuyện này xảy ra được nhiều năm trước rồi, và bạn không biết từ khi nào mà người ta theo bạn và theo ở đâu luôn á. Bạn ở trong nhà mà ít đi chơi lắm, và thầy nói thì người ta theo bạn rất rất là lâu rồi, còn vài ngày nữa thôi là bạn xong đời với người ta đó, kiểu như đợi ngày tử để kéo bạn đi á. Cái lần đầu tiên bạn phát giác người ta đó là hôm đó bạn học ở trong phòng, lúc bạn đang học là buổi tối rồi, 9 giờ mấy 10 giờ á, thì những cây bút của bạn nó bị rớt, thì bạn cúi xuống bạn lụm. Bạn thì có thói quen hay rụng tóc, rụng cọng nào là bạn quét sạch sẽ lắm, bạn là con người ưa sạch sẽ á, nên rụng là bạn lụm bỏ sọt rác hoặc là bạn sẽ quét chứ không có để trên nền nhà đâu. Bạn cúi xuống bạn lụm cây bút lên thì bạn ngó làm sao á, con mắt bạn dính vô cái học bàn. Bạn kéo học bàn ra thì ôi thôi, tóc đâu một nhụm như nè mọi người, dài ơi là dài luôn. Bạn đo thử thì không phải là tóc bạn đâu, nó dài lắm và nó một nhụm to luôn. Bạn mới sợ, kiểu như bất ngờ, mọi người nhà mình đâu có ai tóc dài vậy đâu ta. Càng cầm thì nó càng ớn, nên thôi bỏ lẹ sọt gác học bài tiếp. Cái lần thứ hai phát hiện đó là cách cái lần đầu mấy ngày, và người ta muốn cho bạn thấy, thật sự người ta muốn cho bạn thấy. Trước nhà bạn thì có một cái tivi nó đặt cái cửa sổ, thì đối diện đó có cái ghế và hay xem tivi là nhìn được cửa sổ luôn. Tối hôm đó bạn xem tivi, cái con mắt của bạn nhìn được cửa sổ, bạn thấy là một cái người nào đó đi ngang vậy nè. Mới đầu nghĩ mẹ thôi, nghĩ là mẹ bạn á, bạn chạy ra bạn kêu mẹ ơi, tại vì lúc này đang có chuyện muốn nói với mẹ. Nhưng mà ra hông nhà thì thấy tối hui à, không có ai hết. Thì bạn đi vào lại, lúc bạn ngồi trên ghế bạn mới phát giác ra nãy mẹ nói là mẹ chạy xe đi ra ngoài mua đồ một xíu, lát mẹ về. Trong nhà trước này chỉ có mình bạn thôi, rồi ai đi ngoài đó ta. Nhưng thôi xem tivi tiếp, thì bạn xem được tầm 10 phút thế, kiểu cái người đó đi ngược lại cái hướng hồi nãy. Bạn mới nhìn thì con mắt của bạn lia tới là người ta đi qua mất tiêu rồi. Thôi thì bây giờ liều, mẹ đi ra ngoài rồi, ai mà chọc mình hoài vậy ta. Để mắt gì nè, ở ngoài cửa sổ thì giống như người ta đọc được cái suy nghĩ của bạn á. Khi bạn đưa con mắt thì chưa đến 3 phút nữa người ta đi ngang, mà người ta đứng mặt đối mặt với bạn luôn, là bạn ngồi trên ghế là bạn thấy người ta đứng, là người ta trợn con mắt lên nhìn bạn á, trợn lên luôn. Và cái chồng đen này giống như nó đi vô sâu đây luôn rồi, kiểu con chồng trắng không à. Và cái gân này cười với bạn á, và cái gân phải gân nanh đâu, và gân dài lắm và nó nhọn, và nó chảy đều khắp cái hàm luôn. Và cái người này trắng bệch à, cái mặt không có miếng máu nữa, nó trắng mà bạn thấy đáng sợ. Những người sức kem á, bạn sợ quá, bạn không la không hét gì được hết, mà bạn chỉ đứng lên chạy một mạch ra đằng sau thôi. Đằng sau nhà bạn hiện tại là người lớn đang tụ tập ăn uống ngoài, thì bạn đứng bạn chạy ngoài xong cái bạn. Thế là bạn đợi mẹ về á, kể cho mẹ nghe. Kể xong thì mẹ trấn an là không sao đâu, không sao đâu. Thì cái lần cuối cùng bạn gặp luôn, đó là buổi chiều, buổi trưa chứ bạn ngủ, tới chiều là thức 3 giờ mấy. Bạn lấy cái remote đó tắt máy lạnh, bạn có mở, tắt xong là bạn nghe tiếng beep là bắt đầu thấy nó đóng xuống rồi đó. Bạn đợi cho cái hơi lạnh nó bớt bớt rồi á, bạn nằm lười xíu rồi bạn mới xuống giường mà đi ra đằng sau. Thì khi bạn vừa bước xuống giường là cái phòng bắt đầu nóng rồi đó. Bước xuống cái tự nhiên lạnh, nó lạnh cả cái sống lưng của bạn luôn, nó lạnh buốt cái sống lưng luôn á. Bạn mới kỳ, bạn quay qua đằng sau nhìn á thì không có ai hết, mà cái phòng tắt máy lạnh được 10 phút rồi, hơi cũng hết rồi chứ. Cái bạn lạnh, bạn ra khỏi cái phòng vẫn còn lạnh nha, muốn mặc áo lạnh ghê luôn. Rồi cái bạn ra chỗ bàn thờ á, bạn thắp nhang bàn khấn là mong tổ tiên ông bà phù hộ đừng cho ai quấy con nữa. Bạn cắm nhang xuống một cái hết lạnh. Xong rồi á, bạn ra kể cho mẹ nghe. Thì mẹ nói là vài bữa nữa mẹ sẽ dẫn con đi chỗ này. Thì ra là mẹ dẫn mẹ đi xem thầy á. Bước vào thì thầy nhìn bạn, thầy mới nói với mẹ là không được rồi, bé này bị người ta theo rất là lâu, thì vài ngày nữa có thể là vào giờ tử của con bé này á, người ta sẽ kéo đi mặc cho bằng được. Cái bạn nghe xong bạn sợ lắm. Thì thầy nói là thầy cho con bùa, xong rồi thầy làm phép cho con mang bùa bên người đừng có tháo ra. Từ khi mà đeo bùa cho tới hiện tại á, bạn không còn gặp cũng không còn cảm giác ớn lạnh nữa, giống như là đuổi được cái người đó đi rồi vậy á. Nhưng mà người đó là con gái nha mọi người. Câu chuyện thứ ba này là của Dung gửi về cho mình. Chuyện lần đầu á, bạn gặp là lớp 8. Lúc đó bạn với chị là mỗi người được xây cho một cái phòng riêng rồi, lớn hết rồi mà. Và cái phòng của bạn thì có cái bàn học đặt sát cái cửa sổ luôn, và có một cái giường bên hông. Thì hai đứa bạn ở tầng trệt. Chị nói với bạn á, là chị sẽ qua phòng của chị học bài nên không có chơi với bạn được. Thì bạn có học bài luôn. Tầm 8 mấy 9 giờ bạn học xong, cái bạn đặt bút dẹp sách hết luôn. Bạn lấy cái gương để bàn á, bạn kéo lại bạn nặng mụn.
lúc bạn nặng bụng á thì bạn cảm giác là lạnh sống lưng, và cảm giác ai đứng ở đằng sau nhìn mình á, bạn mới quay thật nhanh qua thì không thấy ai hết, cửa phòng vẫn đang đóng. Thì bạn mới quay ngược về nhìn lên phía cửa sổ á, tự nhiên bạn thấy chị bạn đứng ở đó, đứng ở phía bên hông nhà bạn á, nhìn bạn. Mà bạn thấy lạ một chỗ nha, sao chị bạn hồi nãy hồng hào mập mạp mà giờ thấy ốm nhơ mà xanh xao vậy? Cái bạn cố nhìn đó thì cái người này á không phải là chị bạn, cái người này á giống như là giả dạng chị bạn. Thì bạn mới sợ, bạn không nhìn nữa, và người này tự nhiên đang dần dần nhếch mép cười với bạn á, thì đã cái mặt trắng bệch xanh xao rồi cười lên nữa nhìn sợ lắm. Bạn không nhìn nữa thì mẹ vừa mở cửa phòng bạn đi vô kiểm tra bạn là học bài tới đâu rồi á, thì mẹ với bạn thấy luôn là cái người đó không đứng ở vị trí cửa sổ nữa, mà cái kiến của bạn nó gọi á, thì thấy cái người này đang ở trong nhà bạn và đi ngang cái phòng bạn á, đi ra phía sau. Mẹ thấy luôn á, tại vì bạn thấy để ý là mẹ trợn mắt, xong rồi mẹ ngó ra đằng sau á thì không thấy ai nữa, là xong rồi đó, người ta vô tới nhà bạn được luôn rồi. Bạn thấy mẹ im thin thít luôn, mẹ kiểu như là mẹ cố bình tĩnh lại á, cái mẹ đóng cửa phòng mẹ đi ra đằng sau, mẹ kêu là ngủ sớm đi. Thì bạn cũng lên giường ngủ, tắt đèn, không có sợ nhiều, người ta không có nhát gì mà kinh hãi quá, người ta chỉ từ từ cười thôi, mà chưa kịp cười bạn đã quay qua chỗ khác rồi. Hôm sau bạn thấy là mẹ buổi sáng đem lên phòng bạn một cái lá màu vàng, lá bùa dán trước cửa phòng, một cái là dán ở bên hông cửa sổ nữa. Cái lần thứ hai bạn thấy là năm lớp 9, là năm sau đó, bạn xuống nhà bà, hôm đó có lễ bạn ăn, là tầm 6 giờ mấy 7 giờ chiều. Ăn xong cái bạn đi ngang cái phòng của bà, bạn thấy trong đó có người nào đứng mà cái dáng kỳ với người ta, không phải là người thân của mình đâu, trong tất cả người thân không có người nào dáng vậy hết, kiểu đô con á, chắc chắn là nam, tóc ngắn. Mà rồi trong phòng thì nó có đèn ngủ thôi, không có bật cái đèn giữa để nó sáng. Bạn mới đi vô, bạn thấy cái lưng người này thôi chứ không thấy mặt người này, quay cái mặt về phía cửa sổ. Các bạn đứng sau lưng vậy nè, cái người này từ từ quay qua, bạn cũng tò mò xem là ai mà vô nhà bạn. Thì vừa quay qua con mắt bạn không thấy gì hết, nó đen thùi lùi một màu luôn, một màu đen thùi lùi luôn. Cái đầu bạn thấy quay mòng 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 vậy nè, bạn sợ thật sự sợ lắm. Rồi bạn không nhớ gì hết, thì bạn lúc sau bạn bị ai tán đằng sau lưng á, bạn mới tỉnh tán một cái bóp vậy nè, hỏi bạn là đang làm gì đây vậy. Bạn nhìn lại á là anh hai bạn, anh hai nói là tự nhiên đứng như trời trồng vậy, anh vô mày còn không nghe nữa hả? Các bạn lắc đầu, các bạn đi ra luôn, là bạn không kể chuyện này với ai nha. Cái lần cuối luôn bạn trải qua là lúc đó bạn thi học kỳ, thường là thi liên tiếp mấy ngày liền và thi từ sáng đến chiều tối mới được về nhà. Hôm đó bạn mệt quá đi, bạn về nhà sớm, là tầm mà thi xong cái buổi sáng á, là bạn đi về nghỉ tầm mấy tiếng á, bạn lại đi thi tiếp. Bạn ăn xong cái bạn lên phòng ngủ, bạn mệt quá rồi, bạn lên ngủ luôn. Thì lên giường nằm xíu, các bạn khó thở quá, khó thở quá. Bạn có nhắc ba là có gì á một xíu tầm đúng giờ ba kêu con dậy nha. Bạn khó thở, cái bạn mở mắt ra thì bạn thấy hai người, một người á là nam nha, lấy đồ gói á chắn vô cổ bạn, và hai cái tay nắm hai cái vai bạn xuống, đè xuống như là ghì xuống luôn. Một người á thì nắm hai cái chân bạn lại không cho dậy, và hai người này thì đang xì lì từ trên xuống dưới. Bạn thấy được nha, hai người này trên lưng á, người nào cũng có một cái cây súng rất là dài. Lúc mà bạn cố dãy dùng á thì không thể nào bật dậy được, may là ba mở cửa ra kêu bạn cái là bạn bật dậy được luôn. Bạn cứ mồ hôi thì ướt hết trơn cái áo hết, mặc dù là có bật máy quạt đàng hoàng. Thôi bạn lại tiếp tục đi thi, mà may nha, bị đè vậy bạn vẫn còn kiến thức trong đầu á, nhưng mà đi hết kiến thức do sợ hãi quá là coi như bữa đó bạn thi là tạch luôn rồi. Câu chuyện cuối ngày hôm nay là của Hân gửi về cho mình. Bạn nói rằng cả gia đình bạn gặp chuyện này khi du lịch ở Đà Lạt 3 ngày, thì gặp cả ba luôn. Thì khi mà bạn bốc phòng á, bạn quên xem cái vị trí, thì cái khách sạn này rất là lớn và ngay vị trí trung tâm thành phố Đà Lạt luôn. Vị trí bạn quên xem nó là vị trí phòng, bốc làm sao nó ngay góc khuất và cuối hành lang. Khi mà nhận phòng á, thì em bạn nó chụp chìa khóa nó chạy vô trước, chứ thường á, gia đình bạn nhận cái phòng ở nơi lạ cái là sẽ gõ cửa, cái nó mở cửa xong cái nó đi vô rồi mọi người cũng quên điều đó luôn. Khi bạn bước vô căn phòng này bạn thấy nó khó chịu lắm, nó không có an toàn, nhưng mà bạn không thể diễn tả ngay lúc đó được cho ba mẹ biết, nhưng mà thôi kệ. Sau đó là phân công ngủ, thì nó có hai giường, bạn với ba ngủ chung, em với mẹ ngủ chung. Không biết là ba mẹ có cảm giác giống bạn hay không, nhưng mà không có nghe nói gì hết. Nhưng mà thôi, mọi người dọn dẹp này kia cũng đi ăn đi chơi. Tối đó về, vì gia đình bạn ngủ là phải tắt đèn. Bạn ngủ với ba thì giữa đêm giật mình. Thì kế bên cái giường bạn nó có một cái ghế. Bạn cảm giác là có ai ngồi đó nhưng mà bạn không dám quay qua. Bạn sợ, cái nguồn năng lượng của người này á, làm bạn sợ lắm, giống như là rất là hung dữ.
Các bạn nhắm mắt và ngủ tiếp. Thì cùng cái đêm đó luôn, mẹ mơ thấy một đàn ông và một đàn bà. Hai người này á trung niên và cố giật cái sợi chuỗi mẹ bạn đang đeo ở trên tay á, nhưng mà giật không có được. Mọi người cũng không có kể cho nhau nghe, nên cái ngày đầu tiên vẫn cho qua êm đềm. Tới ngày thứ hai ăn chơi vui vẻ xong thì tối hôm đó ngủ, bạn lại giật mình tiếp. Và lúc này thì cha mẹ bạn có đặt một cái đèn ở cái toilet đó. Bạn cảm giác là có ai tắm trong đó, có ai đứng trong đó, và bạn cứ nhìn hoài luôn, giống như có một người đứng mà bạn không thấy được người ta. Đi bạn sợ, bạn sợ da gà thôi, đắp mền tới tận cổ luôn á, rồi bạn nhắm mắt bạn ngủ, cố ngủ thôi chứ sợ hãi lắm. Thì trong cái đêm đó luôn, ba bạn nằm kế bạn á thì mơ thấy là một người đàn ông trung niên, thấy rõ mặt mày luôn nha. Và người đàn ông này ngồi dưới chân giường của hai cha con, nói là cái chỗ này là chỗ ngủ của tôi, ai cho mấy người lại ngủ. Cái bà không có nói gì hết trơn, cái bà giật mình, xong rồi ba lại ngủ tiếp. Cái đêm thứ ba là mọi người tổ chức cái tiệc gọi là chia tay Đà Lạt á, mọi người ăn chơi vui vẻ lắm. Thì ba bạn á mệt quá uống say nên đi ngủ sớm, bạn cũng mệt luôn, là tầm 9 giờ mấy 10 giờ là bạn cũng đi ngủ. Em mẹ nó ngủ ở vị trí của ba, ba ngủ kế mẹ, hôm nay đổi vị trí. Thì bạn đã kéo nó sát vô cái mép giường một khoảng rộng lắm rồi á, nhưng mà không hiểu sao khuya nghe tiếng lụp cụp, nhìn là thấy nó té. Nó té nha, và cái giường này cao lắm, té xuống thì cái bàn nó đặt kế bên. Em bạn sẽ bị xây xát, sẽ bị va trúng đâu đó, nhưng mà em bạn không bị gì hết. Nó ngồi dậy, nó lên giường, nó nằm á, theo quán tính nó luôn. Thì nó lăn cũng không lăn tới gì đâu, ở nhà nó ngủ không bao giờ té nha. Nó là đứa ngủ giữ cái vị trí từ đầu đến cuối luôn. Hôm nay thì nó lại té, giống như ai đẩy đẩy nó ra vậy đó. Thì mọi người cũng im lìm luôn. Về đến nhà mọi người mới nói chuyện với nhau, rồi kể cho nhau nghe. Bạn sâu chuỗi lại tất cả là thật sự cái phòng đó có vấn đề. Tại vì ba mẹ và bạn là người cảm nhận được là người đàn ông với người phụ nữ đó không cho gia đình bạn ngủ ngon. Và một phần cũng do mình thôi, quên gõ cửa xin phép á. Nếu các bạn nhớ đi đâu nhớ gõ cửa xin phép nha. Đến nhà bạn bè ngủ á, thì thắp nhang ông bà tổ tiên của gia đình bạn bè, như vậy á người ta cũng thấy được tôn trọng hơn, có khi người ta còn phù hộ mình nữa. Cuối cùng thực hiện xong lời hứa kể 4 câu chuyện tâm linh cho các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cuối video, nhớ nhấn like và ấn đăng ký nha. Bye bye, hẹn gặp vào tập sau.